Thưa quý vị, từ hanh khô thì thời tiết miền Bắc sẽ chuyển nồm ẩm, mưa phùn khi mà không khí lạnh mới tràn về. Đây là một dạng thời tiết rất khó chịu khi mà đường phố, nhà cửa lúc nào cũng lấm lem, ẩm ướt và thậm chí còn là mầm mống để cho các virus hay là muỗi sinh sôi phát triển gây bệnh. Vâng, thưa quý vị, mỗi năm thì thường có 4 đến 5 đợt trời nồm, mỗi đợt thì kéo dài từ 2 đến 6 ngày và thường diễn ra vào đầu mùa xuân khi độ ẩm trong không khí cao. Đợt nồm ẩm này sẽ không kéo dài và ngắt quãng khi có liên tiếp không khí lạnh tràn về. Ngày hôm nay 19 tháng 2 trời cũng chuyển sang tiết vũ thủy, nghĩa là mưa ẩm cũng trùng vào một đợt không khí lạnh biến tính nên mưa phùn ẩm ướt diễn ra. Trời rét với mức nhiệt cao nhất vùng đồng bằng là 18 độ và vùng núi là 14 độ trời rét. Nồm ẩm là hiện tượng thời tiết đặc trưng của miền Bắc, thường xuất hiện vào cuối mùa đông đầu mùa xuân. Thời điểm này độ ẩm không khí tăng cao lên mức 65-75%, kèm theo mưa phùn triền miên gây ra hiện tượng đọng sương hơi nước trên bề mặt đồ vật, bất kể chất liệu từ gỗ, đá, kính, nền nhà, tường nhà luôn ẩm ướt, nấm mốc, nội thất trong nhà dễ hư hỏng và sinh hoạt trong gia đình trở nên khó khăn hơn. Trong những ngày tới, việc giặt giũ quần áo nên được hạn chế vì khó mà có thể khô được nếu phơi ở ngoài.